Ban tổ chức về nguồn huyện Cần Đước tổ chức tổng kết hoạt động về nguồn năm 2023. Đây là năm thứ 15 huyện Cần Đước tổ chức hoạt động về nguồn. Thị trấn Cần Đước được Ban tổ chức về nguồn của huyện chọn làm điểm trong năm 2023, gắn với lộ trình xây dựng, nâng chất các tiêu chí đô thị văn minh. Ban tổ chức về nguồn đã huy động trên 53 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách huyện 19 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp, hiến 48.190 m². Huyện đã đầu tư thực hiện 9 công trình xây dựng cơ bản như thi công mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè. Ngoài ra, Ban tổ chức về nguồn thị trấn Cần Đước vận động các nguồn lực tại địa phương trên 1,6 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Ban tổ chức về nguồn huyện Cần Đước đã tặng quà và xe đạp cho 360 gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong chương trình về nguồn năm 2023.